Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video của Mỹ Phẩm Phú Thọ. Trong thời gian gần đây thì mình thấy chị em thường truyền tay nhau sử dụng cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo để cải thiện sức khỏe, làm da cũng như là nội tiết tố của mình. Vậy thì tinh dầu hoa anh thảo có thực sự tốt đến như vậy hay không? Thì trong video này Mỹ Phẩm Phú Thọ sẽ cùng làm rõ cái vấn đề này nhé. Hiện nay thì có rất là nhiều thương hiệu cho ra cái dòng sản phẩm chứa cái thành phần tinh dầu hoa anh thảo, nhưng mà thương hiệu uy tín nhất trên thế giới về cái sản phẩm thực phẩm chức năng thì chúng ta phải nhắc ngay đến là Blackmore của Úc. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm tinh dầu anh thảo Blackmore Evening Bright Rose Oil này nhé. Và trước tiên thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh YouTube của Mỹ Phẩm Phú Thọ và tham gia vào group Mỹ Phẩm Phú Thọ trên Facebook để nhận thêm nhiều phần quà cũng như là những cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ nói qua về thương hiệu Blackmore cho những bạn lần đầu nghe đến cái thương hiệu này. Và Blackmore thì là thương hiệu dẫn đầu về ngành dịch vụ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, có đến lịch sử hơn 85 năm tại Úc. Và Blackmore thì là thương hiệu đạt chuẩn tiêu chuẩn khắt khe về quản lý dược phẩm do Bộ Y tế Úc ban hành về nguồn cung ứng cũng như là cái quá trình sản xuất. Và năm 2017 thì Blackmore được trao cái danh hiệu là thương hiệu đáng tin cậy nhất dành cho nhóm sản xuất vitamin và thực phẩm dinh dưỡng bổ sung suốt 9 năm liên tiếp tại Úc các bạn ạ. Và vậy nên là những cái sản phẩm mà thuộc thương hiệu Blackmore thì các bạn hãy yên tâm sử dụng nhé. Và cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo Blackmore Evening Bright Rose Oil này thì không còn quá xa lạ đối với những chị em, đặc biệt là những chị em trong cái độ tuổi sinh em bé cũng như là cái độ tuổi tiền mãn kinh, đúng không ạ? Hai cái độ tuổi này là các bạn sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm này nhiều nhất. Và tinh dầu hoa anh thảo này thì sẽ có là cái loại tinh dầu được chiết xuất từ cây hoa anh thảo. Và tinh dầu này thì sẽ cung cấp một cái dưỡng chất rất là quan trọng cho cơ thể, đó là gamma-linolenic acid, hay chúng ta sẽ gọi tắt là GLA, và đây là một dạng của omega 6. Và GLA thì là một loại acid giúp cân bằng hormone sinh sản của phụ nữ, và nó sẽ góp phần vào việc là cải thiện cái tình trạng sức khỏe của nữ giới rất là tốt. Và cơ thể của chúng ta thì không thể tự tổng hợp được GLA mà chúng ta phải cần đến cái nguồn bổ sung từ thực phẩm bên ngoài. Và cái lựa chọn tối ưu nhất là các bạn sẽ sử dụng những cái nguồn thực phẩm chức năng có chứa cái thành phần GLA này nhé. Vậy thì tinh dầu hoa anh thảo có cái tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta? Và cái tác dụng đầu tiên và tiêu biểu nhất thì chúng ta phải kể đến, đó là giúp cân bằng hormone sinh sản ở nữ và tăng khả năng thụ thai. Với cái hàm lượng axit béo thiết yếu trong cái sản phẩm này thì sẽ giúp là điều trị cái hội chứng PMS, đây là những thay đổi tiền kinh nguyệt, là các bạn sẽ thấy là tâm trạng mình thay đổi, đau ngực, nổi mụn trứng cá, khó chịu cũng như đầy hơi. Thì mình biết là rất nhiều những bạn gặp những cái tình trạng này, cũng như cái tình trạng là đau bụng kinh, nó rất là khó chịu và làm chúng ta không tập trung vào được công việc. Vậy thì các bạn hãy uống ngay cái viên tinh dầu hoa anh thảo này, mình tin rằng là từ 1 đến 3 tháng là cái tình trạng này sẽ giảm đi rất là nhiều. Ngoài ra thì cái tinh dầu hoa anh thảo này sẽ giúp cân bằng hormone sinh sản, và nó tạo ra cái môi trường thuận lợi cho sự sống của tinh trùng này, và nó sẽ làm dày cái lớp niêm mạc tử cung và tạo điều kiện để chúng ta, để trứng có thể làm tổ, từ đó thì sẽ làm tăng lên cái tỷ lệ thụ thai. Và chia sẻ với mọi người là thực ra là khi mà mình muốn sinh em bé đầu tiên ấy thì mình cũng đã thả 3 tháng nhưng mà cũng chưa có bầu, thì chị của mình thì có giới thiệu mình là hãy uống cái tinh dầu hoa anh thảo này đi, thì mình sau khi mình uống thì 2 tháng sau là mình cũng có bầu luôn. Và bây giờ thì các bạn, nếu mà các bạn tham gia vào những cái group mà hội các mẹ canh có bầu ấy, thì các bạn có thể thấy là các mẹ cũng mách nhau sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều, và cũng rất là nhiều các chị em là đã có bầu sau khi sử dụng cái sản phẩm này. Mình nghĩ là nó hỗ trợ rất là cao trong cái việc là tăng cái khả năng thụ thai. Và chị em thì nên sử dụng cái sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo này ngay từ những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt nhé, để đạt được cái tỷ lệ thụ thai cao nhất. Và cái công dụng thứ hai chúng ta phải kể đến, đó là tinh dầu hoa anh thảo thì sẽ giúp là giảm đau và chống viêm hiệu quả. Cái thành phần GLA có trong sản phẩm thì khi mà đi vào trong cơ thể thì nó sẽ chuyển hóa thành prostaglandin serine, đây là một cái chất có đặc tính là giúp giảm đau và chống viêm rất là hiệu quả. Đây là nó sẽ giúp là có cái tác động là chống lại những cái vi khuẩn gây viêm da và khiến da của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và việc sử dụng tinh dầu hoa anh thảo này thì cũng hỗ trợ điều trị các bệnh về da liễu như là eczema,
vẩy nến, viêm da cơ địa và mẩn ngứa thì các bạn cũng có thể hỗ trợ bằng việc là uống cái tinh dầu hoa anh thảo này nhé. Và công dụng thứ ba chúng ta cần phải kể đến là sẽ giúp là giảm mụn, lưu giữ sự trẻ đẹp của làn da và ngăn ngừa rụng tóc. Và rối loạn tiết nội tiết tố thì là nguyên nhân khiến cho bạn gặp phải cái vấn đề về mụn như là mụn trứng cá này. Nếu như các bạn bị mụn bọc ở những vùng cằm và cổ thì đó là do mụn nội tiết tố gây lên đó các bạn ạ. Và viên uống tinh dầu hoa anh thảo Blackmore thì sẽ giúp là cân bằng hormone sinh dục ở nữ giới, từ đó thì sẽ giúp điều hòa nội tiết tố ấy. Đặc biệt thì cái khác với sản phẩm bôi thì cái sản phẩm này sẽ giúp điều trị mụn với cơ chế là tác động từ sâu bên trong cơ thể và sẽ giúp điều trị mụn tận gốc. Và ngoài ra thì những cái thành phần như là omega 36 thì còn giúp thúc đẩy cái tính đàn hồi của da, giúp chống lão hóa và gìn giữ cái làn da tươi trẻ. Và sản phẩm này thì rất có hiệu quả trong việc phòng ngừa rụng tóc, giảm sự hư tổn tóc cũng như là giúp tóc của các bạn sẽ óng mượt và chắc khỏe hơn. Và công dụng thứ tư đó là giúp điều trị cái triệu chứng ở tuổi mãn kinh cũng như là tiền mãn kinh. Phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh thì trải qua rất là nhiều những cái rắc rối đến từ những cái triệu chứng như là tâm sinh lý thay đổi này, hay cáu gắt, trầm cảm và khô tóc, mất ngủ hoặc là khô âm đạo. Và việc sử dụng cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo này thì sẽ giúp bù lấp được cái lượng hormone sinh dục thiếu hụt và nó sẽ tăng tiết nhờn âm đạo và làm tăng cái khả năng ham muốn, từ đó thì sẽ giúp cải thiện cái đời sống sinh hoạt tình dục. Và ngoài ra thì đối với những người mà còn chu kỳ kinh nguyệt ý, việc sử dụng cái sản phẩm này thì cũng giúp là điều hòa cái chu kỳ cũng như là giảm các triệu chứng đến khi đến ngày như là đau bụng, mệt mỏi và uể oải. Cái công dụng thứ năm thì là sẽ giúp là hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp. Và tinh dầu hoa anh thảo thì có thể làm giảm những cái triệu chứng của viêm khớp dạng thấp như là đau hoặc là cứng khớp vào buổi sáng. Do đó thì có thể sử dụng cái viên tinh dầu hoa anh thảo này với cái công dụng này. Và tinh dầu hoa anh thảo này thì sẽ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp rất là tốt. Một hộp tinh dầu hoa anh thảo này thì sẽ gồm có 190 viên nang và mỗi viên thì sẽ tương ứng với 1 gram tinh dầu hoa anh thảo cung cấp là 1 gram GLA. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách uống cái tinh dầu hoa anh thảo làm sao cho đúng cách nhất nhé. Và tùy theo cái mục đích sử dụng thì chúng ta sẽ có những liều lượng khác nhau. Và với mục đích cân bằng hormone sinh sản ở nữ thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống khoảng từ 1,5 đến 2 gram tinh dầu, là tương đương đến 1 đến 2 viên. Và với mục đích làm đẹp da và giảm mụn trứng cá thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng là 1 viên tương đương khoảng 1 gram tinh dầu. Và liều lượng này cũng sẽ thay đổi theo tùy từng đối tượng về cái độ tuổi, như trẻ em từ 2 đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống là 1 viên một ngày, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi thì uống từ 1 đến 2 viên và người lớn thì chúng ta có thể uống từ 1 đến 3 viên mỗi ngày nhé. Và phụ nữ thì chúng ta sẽ uống một ngày chúng ta uống 2 viên và uống trước khi là hành kinh khoảng 10 ngày, và trong cái thời gian hành kinh thì chúng ta sẽ tăng lên khoảng 3 viên mỗi ngày. Và các bạn có thể cắt cái viên nang này ra để lấy cái tinh dầu ở bên trong để bôi lên mặt thì cũng sẽ giúp dưỡng ẩm và kháng viêm rất là tốt. Một số lưu ý khi mà sử dụng sản phẩm này là đối với những mẹ mà đang mang bầu và cho con bú thì nên cân nhắc sử dụng sản phẩm này nhé. Thêm nữa thì tinh dầu hoa anh thảo thì có nguy cơ làm tăng chảy máu nên chúng ta sẽ không dùng chung với các loại thuốc chống đông máu. Và trên đây là những review của mình về dòng sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo Blackmore. Nếu như bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm thì hãy liên hệ với Mỹ phẩm Phú Thọ ngay qua số hotline và Zalo 0987979091, hoặc là inbox trên page Mỹ phẩm Phú Thọ trên Facebook, hoặc là nếu các bạn muốn đặt hàng nhanh nhất thì các bạn hãy truy cập ngay vào website mỹphẩmphuthọ.vn. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hàng cho các bạn sớm nhất nhé. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ là đăng ký kênh của Mỹ phẩm Phú Thọ vì bên mình sẽ quay lại với rất nhiều những video thứ khác nhé.